Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay lại tiếp tục với tựa game Võ Lâm Nhàn Hiệp anh em nhá. Và hôm nay chào mừng anh em đến với series nông dân anh em ạ. Con ác nông dân của mình đạt 22 triệu lục chiến anh em ơi. Khá là thọt so với mặt bằng chung của server bây giờ. Hôm nay thì chủ yếu là tẩy cái vũ khí của con lục phiến anh em nhá. Tẩy vũ khí của nó xem nó ra cái gì không. Không cho mua bằng KNB. Bốc khỉ. Hai này. Rồi xong, hết rồi. Quay đen quá anh em ạ, không ra gì luôn. Thiên hạ hội bảy màu. Mình đang lính lấy tà cực. Thôi kệ nó đi, tính sau anh em ạ. Anh em ơi, tem mình chơi song sinh. À đủ. Ok. Tẩy anh em ơi, bắt đầu tẩy thôi. À, cường hóa tí đi nhờ. Tẩy thì mình đang có một dòng tấn công, một dòng hút sinh lực anh em ạ. Đó, thì bây giờ mình sẽ tẩy nha. Tẩy cao mới lại tẩy thường thì mình tẩy thường trước nha. Thay đổi hiệu quả chính, vãi trưởng. Nói chung là... À, đây có một dòng tấn công này. Ok này. Đó. Hai dòng tấn công rồi. Chính xác, né tránh. Nói chung là trong cái lúc tẩy ấy, thì mình thấy cái dòng nào ngon thì mình lấy thôi. Như nãy mất dòng hút sinh lực thì cũng hơi tiếc anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao. Đó, sát thương tăng này. Ok này. Sát thương tăng 15%. Ok chứ nhở. Đây tấn công cái này. Hồ. Thế là tấn công, tấn công, tấn công và sát thương tăng. Ok chứ anh em nhở. Tấn công để mình tẩy tiếp cú xem nào. À, áp lên thần thì tốn nhiêu ta. Tốn nhiều ta. Thiếu mất một viên này anh em ạ. Mình mới có một thôi, cay nhờ. Ok. Để tẩy tiếp xem có ra cái dòng ấy không. Cái này địa thì nếu bây giờ mà up lên đấy thì sẽ tốn một viên Linh Ngọc Thiên nữa. Để xem cái này có không ta. Đây là mình có địa thôi anh em ạ. Mình mới có địa thôi, không có thiên. Cái đấy kiếm cũng khó phết anh em ơi, đừng có đùa. Nông dân thì... nông dân thì ấy thôi anh em ơi. Cứ lục phiến thôi. Cứ Odin lục phiến anh em ạ. Ra dòng công hay là dòng hút sinh lực nữa thì ngon nhỉ. Bạo kích 2,3 thì hơi thấp. Không ra được anh em ạ. Không ra được. Bồi dưỡng. Đột phá. Liệu có phí quá không ta? Thiếu một viên. Này là huyền. Đồ này đồ trục kim. Côn lôn đây, hàng sơn đây. Hơi củi anh em ạ.
hơi củi. Sự sợ hãi sao? Võ đan thì vẫn thiếu mất một ít thôi mới lên được sao? Mới lên được ngũ sắc. Tẩy thì lực không lên bao nhiêu cả anh em ạ, nhưng mà nó được cái đẹp. Với lại áp thần. Áp thần thì thiếu mất một món. Đam chính của mình thì bây giờ 6.1 triệu. Kinh mạch thì full. Đi BK phát à, đi BVE phát xem nào. BVE thì mình vẫn dùng tem này anh em ạ. Lâu lắm không đi. Vãi trưởng, bỏ cho tuần lễ không đi ấy quá, không đi map quá. Nhờ rồi nó bắn mấy cái xong game anh em ạ. Tem này để lên nộ khá là chậm, tại vì mình không có xài cái bạo vật búp nộ hàng sau anh em ạ. Cái đấy mình up hình như là gần full rồi sao á. Đây 150 level 15. Nói chung là nếu mà xài cái này thì cũng được thôi, nhưng mà cứ từ từ anh em ạ, cứ từ từ ạ. Tính sau, cái này level 9 à. Đi BK tí hèn. Nhàn tiểu thư 212 triệu, 52 triệu, 24 triệu này. Đánh thử phát anh em nha. Ô, chết cha bỏ qua. Với lại đam bây giờ thì khá phụ thuộc vào lục phiến. Bỏ côn lôn ra. Võ đan của mình không có đồ nha. Chắc là chết luôn quá. Họ đi luôn kìa. Gần đi anh em ạ. Võ đan lên nộ chậm quá anh em nhở. Đúng không? Anh em thấy đúng không? Lên nộ chậm vãi trưởng luôn á. Và bên kia chơi hàng sơn anh em ạ. Ba mươi triệu này. Võ đang bây giờ đi BVB cảm giác nó chưa ổn. Đây xem nào. Xem hàng sơn dô nó có khác biệt gì không. À bên kia chơi võ đang à. Đồ. Lục phiến gần đi rồi. Hoa gian đi rồi. Ủa. Rõ ràng là lục phiến của mình nộ được rồi mà. Đuối quá nhỉ anh em nhở. Nói chung là nông dân bây giờ đuối vãi trưởng luôn, thề. Không chơi cái con võ đan từ đầu là đuối vãi trưởng luôn. Rồi, đi luôn này. Mê hoặc lại đóng băng, ngon. Nhưng mà nộ lên chậm quá anh em ạ. Không hiểu sao nộ lên chậm vãi trưởng luôn đấy. Đủ mé. Nộ lên chậm vãi luôn. Mà rõ ràng mình cho nó ấy rồi mà, cho nó đeo cái bảo vật nộ hàng sau rồi mà. Anh em thấy này. Đó, vô cái là cộng 150 nộ luôn, nhưng mà không thể nào lên nộ nổi luôn. Bị sao vậy trời? Vãi trưởng, búp nộ lâu vậy? Bị giảm nộ nữa anh em ạ. Bị choáng này. Vãi thật chứ. Bên kia mà nó mà có một con carry nữa thì thôi gãy người luôn. Hiệp khách xếp hàng sau khi bắt đầu trận đấu nhận thêm 150 điểm nội lực. Cái này là hàng trước. Rõ ràng là mình cho nó như vậy rồi mà. Để xem nó mê hoặc nào. Đều dính mê hoặc, nhưng bên kia có cái đóng băng anh em ạ. Bên mình thì bây giờ dính chói choáng vãi. CC vào đúng cái con vãi trưởng. Đó bây giờ nộ này, đó.
Nộ được cơ thì ngon anh em ạ. Nộ được cơ thì ngon. Nhưng mà đa phần là nó không kịp nộ. Rõ ràng là mình đã cho nó chơi cái dị vật búp nộ hàng sau rồi mà nhiều khi nó vẫn không nộ được anh em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. 33 triệu. À, chơi ngũ độc à. Tạc cực phường châu anh em ạ. Sắp tới mình sẽ lên một clip review tạc cực phường nha. Còn đến châu vãi trưởng luôn anh em ơi, thề. Ultimate lên nộ không? Lên không? Lên không? Rồi, bị miễn dịch sạch luôn. Ok. Bên kia tạo cực 7 màu luôn kìa anh em ơi. Nhưng mà thiếu búp, bên kia không chơi hoa gian. Nếu mà có hoa gian á, thay cho cái slot của con hệ thủy, con đầu trọc kia thì ngon hơn anh em ạ. Nó sẽ búp ok hơn. Ok, sơ sơ chút như vậy anh em ơi. Anh nông dân anh em ạ. 22 củ lực chiến bắt đầu mới tẩy trang bị của cái con lục phiến. Tẩy vài dòng cơ bản thôi anh em ơi, đó là tấn công và sát thương anh em ạ. Đây, thì có 3 dòng tấn công, 2 dòng 11 và 12%, sát thương thì 15%, tấn công là 7% anh em ơi, khá là ok đúng không? Bạo kích 32 này, miễn nội 1, miễn ngoại 3, tăng nội 15, tăng ngoại 16. Nói chung là chả có gì cả anh em ạ. Chả có gì cả. Hút sinh lực không luôn. Ok, sơ sơ như vậy anh em ơi. Anh em đi qua mà cảm thấy ok, cảm thấy thú vị thì anh em cho mình xin một like, một lượt đăng ký ủng hộ mình anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em có bất kỳ ý kiến cũng như là bất kỳ một cái content gì muốn mình làm ở những clip tiếp theo ấy thì anh em nhớ comment ở dưới phần bình luận anh em nha. Để lại ý kiến của anh em cũng như đóng góp cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng clip đây anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.